Thì trong quá trình nói mấy em nếu mà có thắc mắc gì thì chờ thầy xong tới một đoạn nào đó thì xong đoạn nào đó thì mấy em cần đặt câu hỏi thì mấy em bật mic lên hỏi. Mở cái waiting room nha. Cái môi trường rừng bạn nào vô sau thì tự động do như dạ yeah, thầy bắt đầu cái thì cái phần tiếp theo của mình sẽ là về cái động cơ không đồng bộ một pha. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày thường thì cái động cơ một pha rất là phổ biến ha. Mình sẽ đi vào trong bốn cái mục. À, thứ nhất là về giới thiệu tổng quan về cái động cơ không đồng bộ một pha. Thứ hai nói về nguyên lý hoạt động của nó. Và là các cái phương pháp mở máy một pha. Mình có bạn nào để cái mic nó ồn tắt đi bạn. Chắc thầy phải tắt cái mic chứ tại vì mấy đứa không có biết tắt mic gì vậy. Vô thì tắt cái mic. Thầy nói tiếp ha. Thì mình sẽ đi vào cái mục thứ ba bốn cái mục này ha. Thì đầu tiên nói về giới thiệu sơ bộ ha. Thì cái động cơ một pha này rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày của mình. Từ các cái thiết bị trong nhà ví dụ như máy giặt, tủ lạnh, máy bơm đúng không ạ, quạt đúng không ạ, thì nó đều là sử dụng cái động cơ không đồng bộ một pha. Thì nó cũng tương tự cái động cơ không đồng bộ ba pha nhưng mà ở đây nó sử dụng điện một pha. Thì về cái đặc điểm của nó sẽ có một số cái khác biệt. Về cái stator thì cái cấu tạo á, nó giống cái động cơ ba pha, nhưng mà trên đó mình sẽ quấn cái bộ dây một pha thôi. Rotor thì nó giống y hệt luôn. Cái rotor lồng sắt nó giống y hệt như động cơ ba pha vậy. Thì thầy giới thiệu sơ bộ cái cấu tạo. Thì đối với cái stator thì nó giống hệt cái động cơ một pha nhưng mà động cơ ba pha. Nhưng mà đối với dây ra nó thì nó thường nó sẽ có ba cộng dây, có ba cộng dây. Trên đó cái bộ dây quấn thì lát nữa thầy sẽ nói kỹ hơn tí. Rồi cái rotor thì nó y hệt như này. Nó rotor lồng sắt. Đối với cái động cơ một pha thì thông thường là nó rotor lồng sắt đó, không nó không có rotor dây quấn á, nó là rotor lồng sắt. Thì cái đây là cái sơ đồ nguyên lý, cái sơ đồ cấu tạo nguyên lý của nó ha. Thì trong cái stator nó sẽ quấn gồm cả hai cái cuộn dây, cái động cơ một pha nó sẽ quấn gồm cả hai cuộn, một cuộn nó gọi là cái cuộn cuộn chính, main winding này là gọi là cuộn dây chính, cuộn chạy, còn một cuộn này là cuộn phụ. Cuộn phụ là còn gọi là cuộn đề ha, cuộn đề hoặc là cuộn phụ, cuộn dây phụ. Còn cái rotor thì nó là rotor lồng sắt giống giống hệt cái động cơ ba pha. Mấy cái phần ghi chú chép á, thì nếu mà mấy em ghi kịp thì ghi, còn nếu mà ghi không kịp thì mình có thể chờ video rồi mình tua lại mình ghi cũng được ha. Thì đó là nói sơ bộ về cái cấu tạo nó như vậy. Về cái nguyên lý. Thì nguyên lý này thì trước tiên thầy sẽ nói bằng một cái giới thiệu qua một cái video để mình nhìn cho nó dễ dễ nắm bắt ha. Single phase induction motors require just one. Thì cái này là cái động cơ một pha. Mình sẽ đi vào cái nguyên lý của nó. Tua cái video nhanh thích. Thì cấu tạo nó sẽ gồm có cái stator và cái rotor. Stator đây và rotor. Rotor là rotor lồng sắt ha.
Rồi, trong cái stator này thì nó gồm có hai cuộn dây, một cuộn main winding là cuộn dây chính và một cuộn dây phụ. Thì mấy em thấy là hai cái cuộn này á, nó sẽ được đặt vuông góc nhau. Ở đây là người ta vẽ minh họa thôi nha mấy em. Còn thực tế cái dây quấn nó sẽ không phải là nó nằm hai cục riêng biệt như này đâu. À, dây quấn nó không có nằm riêng biệt hai khối riêng biệt đâu. Ở đây người ta vẽ để mình hình dung vậy thôi. Nó sẽ gồm có hai cái cuộn dây chính ha. Hai cuộn dây, một cuộn là gọi là cuộn dây chính, main winding là cuộn dây chính ha. Và một cuộn dây phụ. À, thì hai cuộn này nó sẽ được đặt vuông góc nhau. À, nhưng mà không phải là đặt tách tách biệt hai cục riêng biệt như đâu. À, nó sẽ quấn xen kẽ nhau nhưng mà cái từ trường trong hai cuộn này nó sẽ vuông góc nhau, nó lệch pha nhau 90 độ. Rồi. Thì đó là cái dây quấn ha. Và rồi sau đây thì thầy sẽ nói về cái từ trường ở trong cái động cơ không đồng bộ này, động cơ một pha. Rồi đầu tiên xét cái cuộn dây chính trước, mình xét cái cuộn dây chính ha. Thì hôm trước thầy có nói ha, nếu mà đối với cuộn dây một pha, khi mà cấp dòng điện xoay chiều đi qua cái cuộn dây một pha thì nó sẽ hình thành cái từ trường gọi là cái từ trường đập mạch. À, thì từ trường đập mạch là cái từ trường mà nó chỉ biến thiên theo một cái phương thôi, theo một cái phương duy nhất ha. Chiếu lại cái từ trường này. Đây, cái từ trường đập mạch là cái từ trường nó theo một cái phương thẳng như này đó, cái mũi tên nó chỉ xoay qua xoay lại theo một cái phương ngang này thôi. À, thì từ trường này đối với động cơ ba pha mình nói, cái từ trường đập mạch này nó sẽ không có tạo được cái moment quay cho cái động cơ Rồi thì cái từ trường đập mạch này mình có thể phân tách nó thành hai cái từ trường. Đối với một cái từ trường đập mạch á, thì mình có thể phân tách nó thành hai cái vector từ trường. Đây, đây cái hình này ha. Đây cái vector từ trường đập mạch này ha, nó một phương nhưng mà mình sẽ tách nó thành hai cái vector. Đây là hai cái vector từ trường ha. Tổng hợp hai vector từ trường này nó là hai vector quay ngược chiều nhau ha. Hai vector quay ngược chiều. À, thì mấy em tưởng tượng một cái từ trường đập mạch một pha, mình phân tách nó thành hai cái vector từ trường quay ngược chiều nhau như này. À. Rồi. Thì đối với cái dây quấn cuộn dây chính á, nếu mình cấp dòng điện vô thì nó sẽ có cái từ trường trường quay nhưng mà thành hai cái từ trường quay ngược chiều nhau. À. Thì hai từ trường quay ngược chiều nhau ấy, thì nó sẽ không có tạo được cái moment quay trên cái động cơ, trên cái rotor ha. Tại vì nó sinh ra hai cái lực F1 và F2 này ngược chiều nhau. À, tại vì cái từ trường đập mạch ha, nó là hai cái từ trường ngược chiều nhau, quay ngược chiều ha. Thì nó sinh ra hai cái moment, nó làm cho cái rotor nó bị giằng co giữa hai cái lực F1 F2 này, tại vì nó cân bằng ha. Thì nó không quay được mà nó chỉ rung thôi, nó rung ha. Để mấy em nhìn cái hình nó đang mô tả là cái rotor nó sẽ rung ha. Tại vì từ trường đập mạch này nó không có tạo được cái moment quay mà nó là cái lực cân bằng. Cái từ trường nó cân bằng hai chiều ngược nhau. À. Rồi thì để mà cái rotor nó quay được á, thì mình phải làm sao cho hai cái lực này nó không còn cân bằng nữa, F1 F2 nó sẽ lệch nhau. À, thì lúc đó nó mới tạo được cái moment quay ha. Thì muốn mà tạo thành hai cái vector F1 F2 này nó không còn cân bằng nữa ha, thì mình phải làm lệch cái từ trường đi một tí. À, thì nó sẽ có một số cách sau. À, rồi thì cách phổ biến nhất là người ta dùng cái cuộn dây phụ. À, hồi nãy mình mới nói cuộn dây chính là từ trường đập mạch rồi, thì nếu mình người ta dùng thêm một cuộn dây phụ nữa. À, cái cuộn dây phụ là cuộn dây màu vàng này, và mình gắn thêm cái tụ điện vào với cuộn dây phụ, thì cái tụ điện nó sẽ làm lệch pha cái dòng điện ở trên cuộn dây phụ. Rồi thì khi cái từ trường của cuộn dây phụ nó sinh ra, nó sẽ triệt tiêu đi bớt một cái từ trường. Hồi nãy cái từ trường cuộn dây chính nó gồm có hai phần ha, thì mình gắn thêm cuộn dây phụ vô thì cái từ trường dây phụ nó sẽ giúp triệt tiêu bớt cái từ trường của một một trong hai cái từ trường quay ngược chiều nhau hồi nãy á. À, thì lúc này nó sẽ còn một cái từ trường nó lớn hơn, nó sẽ tạo thành moment quay, nó kéo cái rotor quay theo một một chiều. À, thì đó là cái nguyên lý, nó sơ bộ như vậy. À, thì thông qua video để mình dễ hình dung mô phỏng cái hình ảnh đó. À, đó là chỗ này một tí ha. Cái từ trường đập mạch là cái từ trường ở trên cuộn dây chính ha, thì nó hình thành hai cái lực từ F1, F2 ngược chiều nhau như này. À, và cái rotor nó sẽ không có quay được ha. Nó sẽ làm cái rotor nó bị cân bằng, nó đứng im, nó rung. À, nhưng mà khi nào mình làm cho F1, F2 nó lệch nhau, nó không còn cân bằng nữa, F1 nó lớn hơn F2, F2 chẳng hạn. À, thì lúc này cái lực F1 nó sẽ kéo cái rotor nó quay theo một chiều. À, rồi thì muốn tạo ra cái lực để làm lệch lệch cái từ trường để làm cho cái lực F1 nó lớn hơn F2 thì mình sẽ quấn thêm cái cuộn dây phụ, và cái cuộn dây phụ này được gắn một cái tụ điện.
lưu ý cuộn dây phụ phải có cái tụ điện để nó làm lệch pha cái dòng điện trên cái cuộn dây ha. Thì lúc đó cái từ trường cuộn dây phụ nó sẽ triệt tiêu bớt, nó sẽ làm giảm bớt cái từ trường quay của một trong hai cái từ trường quay ngược chiều nhau này của cuộn chính ha. Thì lúc này nó sẽ giúp cho cái từ trường cuộn chính nó quay theo một chiều ha. Kéo rotor quay đi theo một chiều ha. Thì đó là về cái nguyên lý của cái động cơ không đồng bộ một pha ha. Thì sau đây thầy sẽ coi thì cái còn cái video này nó có mấy rõ à, đây nhìn thêm một video nữa cho nó nhìn cho nó rõ một tí nha. Rồi, đây là cái loại sách stator của cái động cơ không đồng bộ một pha. Thì ba pha nó cũng tương tự vậy nha, nó giống y hệt vậy nha. Nó gồm nhiều lá thép ghép lại với nhau ha. Rồi đây là cái cuộn dây coi là cuộn dây chính đi ha, cuộn dây chính. Đó, thì đây là từ trường trên cuộn dây chính, nó là từ trường đập mạch ha. Bây giờ mình quấn thêm một cuộn dây phụ vào. Cuộn dây phụ là cái cuộn màu vàng ha. Này, cuộn màu vàng này. Thì cuộn dây phụ này sẽ được nối tiếp với một cái tụ tụ điện này. Cái nội dung thì nó tương tự cái video trước ha, có điều các cách cái hình ảnh minh họa mình nhìn có thể nó sẽ rõ hơn tí. Nè. Thì khi mà mắc như vậy á, thì cái từ trường trên hai cuộn ha, cuộn chính là cái cuộn màu màu đỏ này, cuộn vàng là cuộn phụ ha. Thì tổng hợp vector của từ trường của hai cái cuộn ha. Em nhìn trên cái hình bên bên tay nha, cái hình tròn bên tay trái này nha. Thì em nhìn cái vector màu đỏ với vector màu đỏ, vector màu vàng đi em. Vector màu đỏ phải là từ trường đập mạch của cái cuộn dây chính đúng không em? Nó thì di chuyển theo một phương duy nhất này. Vector màu đỏ là nó di chuyển theo một phương duy nhất này. Đây, đó. Rồi, cuộn phụ vector màu vàng nó vuông góc với màu đỏ. Nó cũng di chuyển theo một phương thẳng của nó thôi. Thì tổng vector của hai cái cuộn chính và cuộn phụ nó sẽ tạo thành cái vector màu xanh là vector từ trường quay. Được không em? Thì đây là cách hình thành từ trường quay ở trong cái động cơ một pha. Cái cách lý giải nó sẽ hơi khác so với cái kia một tí ha. Lý giải đây là cộng vector từ trường. Còn lý giải cái kia là nó theo cái kiểu là cái lý giải về cái sự cân bằng từ trường rồi triệt tiêu bớt một bên thì nó sẽ sinh ra cái mô hình quay. Rồi, đây là cấu tạo của cái rotor ha. Cái rotor của cái động cơ không đồng bộ một pha. Thì cái từ trường quay nó quét qua thì nó sinh ra cái moment nó kéo cái rotor quay. Nó tương tự động cơ ba pha, nguyên lý cũng này nó tương tự thôi. Rồi, còn cái phần sau thì thầy sẽ lý giải tiếp ha. Thì đó là về cái nguyên lý em. Bây giờ thầy nói về cái phương pháp mở máy của cái động cơ không đồng bộ một pha. Thì cái phương pháp mở máy này nó cũng liên quan về cái nguyên lý ban nãy đó. Thì thứ nhất nói về cái đường đặc tính của cái động cơ không đồng bộ một pha em. Thì cái đường đặc tính của cái động cơ là cái đường đường đặc tính cơ, nó là cái quan hệ giữa cái moment M này và cái độ trượt S ha. Rồi, thì đối với cái động cơ một pha hồi nãy mình nói cái từ trường trên cuộn dây chính á, nó sẽ sinh ra hai cái moment ngược chiều nhau. Nãy thầy nói rồi ha. Cái từ trường đập mạch nó sinh ra hai cái moment ngược chiều nhau. Thì cái moment thứ nhất là M1 này. Em nhìn trên cái đường đặc tính bên tay phải ha. M1 này là cái đường đặc tính ứng với cái moment quay theo chiều thuận. Thì ví dụ á, ví dụ moment quay chiều thuận thường là theo cái đường đặc tính M1. Rồi. Cái moment quay theo chiều nghịch á thì nó là cái đường đặc tính M2 đây. Rồi, thì tổng hợp của hai cái đường đặc tính. Tổng hợp hai cái đường đặc tính này ha. M1 và M2 này thì nó ra cái đường M ở giữa đây. Em nhìn cái đường M ở giữa ha. Nó là cộng cộng hai cái đường trên và đường dưới lại nha em. Cộng hai đường trên và dưới lại thì nó sẽ ra cái đường ở giữa đây. Thì cái đường đặc tính này là cái đường đặc tính M này là của cái động cơ không đồng bộ một pha mà lúc cuộn một mình cuộn dây chính đó, từ trường đập mạch nó sinh ra thì cái đường đặc tính nó như thế này Thì mấy em thấy là lúc ban đầu nếu mà cái động cơ chưa quay, độ trượt bằng một là ngay cái điểm chính giữa này, ngay cái điểm giữa đường trực tuyến này, độ trượt s bằng trừ một, độ trượt s bằng một ha, thì lúc này mấy em thấy là moment nó đang bằng không đúng không, ngay điểm này động cơ chưa quay ha, moment bằng không, thì mình cấp điện vô thì hai cái moment M1 M2 này nó cộng lại nó triệt tiêu nhau ở điểm một này này, là moment lúc đó động cơ nó sẽ bằng không. Bây giờ nếu mà mấy em muốn động cơ nó quay á, thì mấy em phải đẩy ra cái động cơ nó lệch khỏi cái điểm
độ trượt bằng một này. À, nếu mà em đẩy đẩy nó theo cái chiều nhỏ hơn một, có nghĩa là giảm làm sao cho cái động cơ nó quay theo chiều thuận, à, thì cái độ trượt nó sẽ giảm nhỏ hơn một. À, thì lúc này nó sẽ theo cái đường đặc tính, nó đi theo cái điểm, cái đường đặc tính M nó đi theo lên phía trên này. À, còn nếu mà em đẩy cái động cơ quay ngược ha, cho nó chạy theo cái đường đặc tính phía dưới này, à, thì động cơ nó sẽ quay ngược ha, và nó sẽ đi theo cái đường đặc tính này. À, yeah. Thì cái nguyên lý là làm sao mà khởi động cái động cơ này là đẩy cho nó lệch ra khỏi cái điểm số 1 này. Tại vì ngay điểm 1 này là cái moment nó cân bằng giữa hai cái từ trường ha. Từ trường quay ngược và quay thuận đó, nó cân bằng nhau ở điểm 1 này. Mình chỉ cần đẩy nó lệch đi ra khỏi cái vị trí số 1, độ trượt bằng 1 này, thì nó sẽ có cái moment. À, thì moment nó sẽ khác không ha. Nếu em đẩy nó lên hoặc xuống như này, moment nó sẽ khác không, và lúc đó động cơ nó sẽ quay theo cái chiều đó. À, yeah. Thì đó là... thứ nhất là thầy lý giải về cái đường đặc tính để mình thấy là ban đầu lúc mà cắm điện vào ha, nếu chỉ có cuộn dây chính á, thì cái moment nó sẽ cân bằng và động cơ nó quay không được ha. Rồi nếu lúc này mấy em dùng tay mấy em kéo cho cái rotor nó quay thì nó sẽ quay theo cái chiều mà mấy em kéo ha. Mình kéo quay chiều nào nó sẽ quay chiều đó ha. Rồi thì mình phải có cái biện pháp mở máy ha. Nhưng mà bình thường không thể nào mình lúc nào mỗi lần bật cái động cơ lên cũng phải lấy tay quay nó được ha. Thì người ta sẽ dùng cái một số cách để người ta khởi động đó. À, thì thứ nhất là dùng cuộn dây phụ. À, nãy mình có nói ở trong cái nguyên lý á, thì cái phương pháp đó là cái phương pháp phổ biến ha. Thì cái cuộn dây phụ nó sẽ nằm vuông góc với cuộn dây chính. Hồi nãy trong cái phần lý nguyên lý thầy có nói ha. Người ta sẽ quấn cuộn dây phụ vuông góc. À, trong cái stator người ta sẽ quấn nó lệch pha 90 độ so với cuộn dây chính. À, NC là cuộn chính ha, NB là cuộn phụ này. À, thì cái cuộn phụ này nó sẽ được thông thường cuộn phụ này sẽ được nối thêm với một cái tụ điện, nối thêm với tụ điện nha. Rồi thì khi mà có cái cuộn, khi mà có thêm cái cuộn dây phụ vô á, và nó đặt lệch 90 độ so với cuộn dây chính á, thì cái từ trường cuộn dây phụ sinh ra nó sẽ làm triệt tiêu bớt cái từ trường bên cuộn chính đi ha, triệt tiêu bớt một chiều trong từ trường cuộn chính, thì nó sẽ làm cho cái tạo thành cái moment quay cho cái động cơ. Thì cái loại dùng cuộn dây phụ này thì nó dùng phổ biến, rất là phổ biến nha mấy em. Loại này là thường dùng phổ biến chính á. Nó dùng ở trong các cái máy điều hòa, máy giặt, dụng cụ cầm tay, quạt, bơm, đúng không? À, cuộn dây phụ nó sẽ được đặt vuông góc với cuộn dây chính á, đặt 90 độ. À, thì để mà có được cái moment quay á, thì giữa dòng điện pha giữa cuộn phụ và cuộn chính nó phải lệch pha nhau. À, thì để mà bình thường á, nếu mà cuộn dây phụ mà mấy em gắn bình thường vào mà không có thêm cái tụ điện á, thì cái góc lệch của cuộn phụ và cuộn chính sẽ nhỏ, thường nó sẽ nhỏ. À, rồi thì đây y phụ và y chính này, hai dòng điện trên hai cuộn dây nó sẽ lệch pha nhau. À, rồi thì dòng trong dây quấn chính và trong phụ nó sẽ sinh ra từ trường quay, giống như cái nguyên lý nãy thầy có giới thiệu đó. Cái nguyên lý thì thầy có chiếu video mình dễ hình dung, còn đây thì chỉ nói lại thôi. À, đây là cái đồ thị vector, đây là dòng cuộn phụ, đây dòng cuộn chính, nó sẽ lệch pha nhau. Mình có gắn thêm tụ điện vô nó cũng lệch nhau, cũng không có nhiều nữa. Rồi thì đối với cái động cơ mà sử dụng tụ điện để khởi động á, khi mà tốc độ mà nó quay đạt với khoảng 70-75% tốc độ thì cái cuộn dây phụ nó sẽ được cắt ra. Một số loại thì nó sẽ cho cuộn dây phụ chạy luôn, còn một số loại nó sẽ cắt ra luôn, cắt cuộn dây phụ ra. Thì tùy loại động cơ nha mấy em. Ở đây nói là cái loại là cuộn phụ nó dùng để khởi động. Thì khi mình cắt cuộn dây phụ ra thì tại vì cái động cơ nó đã quay rồi, nên là cái moment nó được duy trì, nó không còn cái sự cân bằng lúc chưa khởi động nữa. Lúc này cái moment nó sẽ theo cái một cái chiều mà mình một cái chiều đã xác định ha. Nên thì cái loại mà cái động cơ dùng cuộn dây phụ mở máy thì nó sẽ được ngắt cuộn dây phụ ra, nó sẽ có cái công tắc ly tâm, công tắc ly tâm nó sẽ ngắt cuộn dây phụ ra. Rồi một cái loại thứ hai, cái loại cuộn dây phụ này là nó có cái tụ khởi động ha. Nó không có tụ khởi động nhưng mà nó ngắt cái cuộn dây phụ ra em ơi, ngắt cuộn phụ. Cái loại mà dùng cuộn dây phụ này thì nó không có tụ nha em. Cái loại ở trên này, cuộn dây phụ nó lệch pha một tí so với cuộn dây chính. Nó vẫn tạo ra moment quay đủ cho cái động cơ nó quay ha.
cuộn phụ để khởi động thôi. Rồi cái loại thứ hai là dùng bộ tụ điện. Tụ điện thì nó sẽ gắn cũng tương tự cái loại cuộn dây phụ kia, nhưng mà nó có thêm cái tụ điện nối vô ha. Cái loại này phổ biến hơn, cái loại này phổ biến hơn tại vì cái moment nó sẽ lớn hơn ha. Thì tương tự giống như nãy, cái nguyên lý thì tương tự giống này, cá đều nó có thêm cái tụ điện vô ha. Thì lúc này cuộn phụ với cuộn chính nó sẽ lệch pha nhau nhiều hơn ha. Cái góc lên này, giữa cuộn phụ cuộn chính là 90 độ tại vì nó có thêm cái bộ tụ gắn vào. Thì cái khi mà chạy khởi động á, thì nhờ cái bộ tụ đây, cái hình này nó có thêm cái tụ ha. Cái cuộn hồi nãy là nó không có tụ, nhưng mà cái 3.1 3.1 á, động cơ khởi động dùng bộ tụ, dùng cái cuộn dây á, thì cuộn phụ nó vuông góc cuộn chính nhưng mà nó không có tụ. Còn đối với cái loại thứ hai là nó có thêm cái tụ điện á, cái loại này mới phổ biến hơn ha. Rồi thì khi mà đạt đủ tốc độ thì cái công tắc ly tâm, đây là công tắc ly tâm á, nó sẽ ngắt cái cuộn phụ ra. Công tắc này là khi quay cái rotor nó quay đủ tốc độ thì công tắc này nó tự nó nhả ra. Công tắc này nó sẽ được gắn ở trên cái rotor, nó gắn trên rotor ha. Thì khi công tắc mà nó ngắt rồi thì cái bộ tụ nó được ngắt ra. Thì nó có hai loại tụ nha em. Một loại là tụ điện thường trực và một loại là tụ khởi động. Rồi, tụ này gọi là tụ thường trực. Tụ thường trực thì nó sẽ không có ngắt ra, nó chạy luôn, nó chạy song hành cùng phụ, nó chạy song hành cùng chính luôn. Còn cái loại tụ khởi động này thì nó sẽ ngắt ra. Có cái khóa ca này, công tắc ly tâm này nó sẽ tự ngắt ra. Thì lúc khi mà động cơ nó chạy ổn định rồi thì nó chỉ còn một mình cùng chính thôi. Có hai loại nha mấy. Loại này là tụ thường trực, không có công tắc. Rồi, một loại nữa là nó sẽ song hành cả hai 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 thứ ha. Vừa có tụ, gọi là tụ tụ ngầm là cái tụ nó chạy luôn đó. Và một cái loại là tụ tụ gọi là tụ khởi động ha. Thì cái loại này tụ khởi động thì nó sẽ nhả ra sau khi rotor quay đạt tốc độ ha. Nhưng mà tụ ngầm nó vẫn tiếp tục, nó duy trì dòng điện chạy qua tụ và qua cái cuộn dây phụ này ha. Cuộn dây phụ vẫn được duy trì dòng điện ha. Thì cái loại đối với cái động cơ mà nó có hai cả hai tụ á, thì nó giúp cái đặc tính làm việc của động cơ nó tốt hơn và cái moment mở máy lúc đầu nó cũng sẽ lớn hơn á. Cái tụ nếu mà chỉ có một trong hai loại á, nếu mà chỉ có tụ tụ làm việc không này, không có tụ tụ đề á, thì cái moment lúc khởi động nó sẽ không được lớn ha. Còn tụ đề không á mà không có tụ làm việc á, thì khởi động lúc đầu thì moment ok, nhưng mà tới chừng ngắt cái tụ ra, ngắt cái cuộn dây này ra thì lúc này cái moment nó sẽ bị giảm đi một chút ha. Còn nếu duy trì chế độ vừa có tụ ngầm vừa có tụ khởi động thì lúc khởi động nó moment nó tốt và lúc quá trình chạy nó cũng sẽ moment nó cũng sẽ ổn hơn ha, so với cái loại là ngắt cái cuộn dây này, ngắt cuộn phụ. Rồi thì đã là nói về cái loại động cơ mà dùng cái tụ khởi động. Tiếp theo một cái dạng nữa, một 3.3 là động cơ dùng vòng ngắn mạch. Thì cái nguyên lý đối với cái vòng ngắn mạch này thì nó hơi khác so với cái tụ ha. Vòng ngắn mạch này thì mình sẽ không cần cuộn dây phụ, mình sẽ không cần có thêm cái cuộn dây phụ ha. Thì đối với cái cấu tạo của cái vòng ngắn mạch thì trên cái hình này nó sẽ mô tả cho mình thấy ha. Thì cái stator là cái phần ở trên và dưới này nha em. Em nhìn thấy cái stator ở trên và dưới ha. Thì stator này nó sẽ được chia làm hai phần. Một cái phần cực từ stator, phần cực lớn này là cái phần cực từ không có cái vòng ngắn mạch, và một cái phần chia nhỏ của cực từ stator đây, cái phần phía bên trên ở bên phải này, ở dưới này là cái phần phía bên trái này. Thì cái phần cực từ này nó sẽ được chia nhỏ một phần cực từ ra và nó vòng một cái vòng ngắn mạch. Cái phần màu xám xám này là cái vòng ngắn mạch nó móc vào, nó trồng vào trong cái cực từ stator chỗ này ha. Cái vòng ngắn mạch nó sẽ được trồng vào trong cái cực từ như thế này ha. Thì vòng ngắn mạch này bản chất nó là một cái vòng bằng đồng ha. Một vòng bằng đồng thôi ha. Và vòng bằng đồng liền mạch luôn ha. Và nó trồng vào trong cái cực từ như thế này. Nó trồng một phần cực từ đó, một phần chiếm một phần nhỏ trong cực từ ha. Cực từ lớn như thế này người ta sẽ chia làm hai phần. Một phần bên trái này lớn, phần bên phải này nhỏ, gắn thêm cái vòng ngắn mạch vô. Rồi thì khi mà từ trường chạy trong cái cực từ á, thì nó sẽ bị chia làm hai cái phần từ trường khác nhau. Cái phần cực từ lớn này không có vòng ngắn mạch á, thì từ trường nó đi thẳng qua ha.
đi thẳng qua và đi xuyên qua rotor đi qua này. Em nhìn thấy cái mặt từ ha, mặt từ là cái vòng kín này. Từ trường, từ thông phi này là từ thông chính ở trong máy ha. Từ thông phi này khi mà đi qua cực từ stator thì nó tách làm hai phần. À. Cái phần thứ nhất là cái phần đi qua cái phần cực từ lớn này, không có vòng ngắn mạch thì từ thông nó đi thẳng ha. Từ thông phi phẩy là cái phần đi qua cái phần không có vòng ngắn mạch, nó đi thẳng như này. À. Còn cái từ thông phi phẩy phẩy là cái phần từ thông đi qua cái phần chỗ có vòng ngắn mạch ha. Thì khi từ thông phi phẩy đi xuyên qua vòng ngắn mạch như này á. Khi xuyên qua vòng ngắn mạch này thì nó sẽ sinh ra trên cái vòng ngắn mạch này một cái dòng điện cảm ứng ha. Trên vòng ngắn mạch này sẽ có một cái dòng điện cảm ứng ha. À, từ trường mà đi xuyên qua vòng dây thì sinh ra trên cái vòng dây này cái dòng điện cảm ứng ha, xung động cảm ứng và có dòng điện ha. Thì cái dòng điện trong cái vòng ngắn mạch này nó sẽ tạo ra cái từ thông gọi là cái từ thông phi n. Phi n là cái từ thông sinh ra do cái vòng ngắn mạch này nó cảm ứng cái dòng điện ha. Thì cái phi n này nó sẽ sinh ra, nó sẽ chống lại cái từ thông phi phẩy phẩy này, đó là cái nguyên lý cảm ứng điện từ nha. À, cái từ thông do dòng điện cảm ứng sinh ra nó sẽ chống lại cái sự biến thiên từ thông sinh ra nó ha. Nên cái phi n này nó sẽ ngược chiều với cái phi phẩy phẩy này. À, và lúc này nó sẽ cản cản trở cái phi phẩy phẩy này. À, à, và khi đó à, cái từ thông mà đi qua cái chỗ cái cực từ này á, à, cái từ thông mà đi qua cái chỗ cái cực từ mà có vòng ngắn mạch này thì gọi nó là phi sigma. Cái phi sigma là cái từ thông tổng của từ thông phi n và phi phẩy phẩy. À, à, còn 10 phút nữa nó hết giờ nha, thì à, thầy nói nhanh tí ha. Có thể là nó cái phần này nó cũng cũng nhanh đó. À, thì cái từ thông phi phi sigma này là tổng cái từ thông qua cái vòng ngắn mạch ha, nó gồm các cái từ thông phi phẩy phẩy là từ thông à, qua cực từ, và cái từ thông phi n là cái từ thông cảm ứng ở của cái vòng dây cái vòng ngắn mạch này ha. Thì cái phi sigma này nó sẽ lệch pha so với cái phi phẩy ha. À, lệch pha. Rồi, thì mấy em nhìn trên cái dạng đồ vector này mấy em sẽ thấy ha. À, đây, phi phẩy phẩy là cái phần từ thông đi qua cái chỗ cái vòng có vòng ngắn mạch ha. Phi phẩy là cái từ thông đi qua cái phần cực từ không có vòng ngắn mạch. À, rồi, phi n là cái phần từ thông à, chống lại cái từ thông của cái vòng ngắn mạch này, chống lại cái từ thông phi phải phải này. À, thì cái tổng sigma cái vector phi sigma là cái tổng vector của cái vector từ thông phi phải phải và từ thông phi n ha. Thì mấy em thấy nó lệch pha so với phi phải, mấy em thấy phi phải và phi phải phải nó cùng pha, tại vì nó là cùng cái từ thông trong chính trong máy, nó chia ra làm hai thôi. Nhưng mà cái thằng từ thông phi phải phải này nó đi qua cái vòng ngắn mạch, nó dính cái thêm cái phi n nữa, thành ra tổng cái từ thông đi qua cái chỗ vòng ngắn mạch nó là phi sigma này. À, thì sẽ bị lệch pha một góc phi, lệch pha một góc này so với cái thằng từ thông qua cái phần không có vòng ngắn mạch. À, rồi. Thì do cái lệch pha giữa hai cái từ thông này á, hai từ thông này lệch pha thì lúc này nó sẽ à, tạo ra cái từ trường quay và làm rotor quay. Nó tương tự giống như cái đối với cái hai cái cuộn dây á, nhưng mà ở đây nó chỉ cần có một cuộn dây thôi, nhưng mà nó chia cực từ làm hai phần. À, một phần có vòng ngắn mạch, một phần không có vòng ngắn mạch. À, thì lúc này hai từ trường này nó lệch pha nhau, nó sẽ tạo thành cái vector một từ trường quay. À, nguyên lý của cái vòng ngắn mạch nó hơi khác so với cái nguyên lý của cái cuộn dây phụ và cái tụ điện ha. Đối với vòng ngắn mạch thì mình không cần phải quấn thêm cuộn dây á, mà mình chia cực từ ra thành hai phần. À, dùng cái vòng ngắn mạch để làm lệch pha cái từ trường trên cái cực từ có vòng ngắn mạch. À, lúc đó nó sẽ tạo nên cái từ trường quay. À, rồi. Thì đó là cái phần về khởi động cái động cơ không đồng bộ một pha. Có lẽ nếu mà hết giờ mà vẫn chưa kịp thì thầy sẽ tiếp tục, thì mở cái zoom lại để mình tiếp tục nha, còn có 7 phút nữa thì sợ không kịp. À, rồi. À, cái động cơ 3 pha làm điện trong lưới điện một pha thì nếu mình được cấp một cái động cơ 3 pha nhưng mà ở chỗ khu vực làm việc nó lại không có điện 3 pha thì mình vẫn có thể làm cho cái động cơ nó chạy được. À, à, ở trong lưới điện một pha. À, mình sẽ biến nó thành giống như một cái động cơ một pha vậy. À, cái động cơ 3 pha mình có thể đấu nối lại để nó trở thành như cái động cơ một pha. À, dùng thêm một cái bộ tụ điện nữa. À, thì có thể cho cái động cơ nó vận hành được. À, đạt đến được 80% công suất định mức của cái động cơ. À, ví dụ một cái động cơ ví dụ như nó là
một ký á, thì mình bạc động cơ 3 pha 1 kW thì mình có thể cho nó chạy được khoảng 800 W đối với lưới trong lưới một pha. Rồi à, thì nó chỉ dùng đối với cái động cơ công suất nhỏ dưới 2 kW thôi ha. Còn các động cơ công suất lớn thì mình không có làm kiểu này, tại vì làm như vậy nó lãng phí ha. Rồi với lại cái lưới một pha nó sẽ không có đủ công suất để nó cấp cho cái động cơ công suất lớn ha. À, thì nguyên tắc chuyển đổi là mấy em nhớ cái nguyên tắc này à, nếu mình ghi không kịp thì có thể coi lại video ha. Nguyên tắc chuyển đổi cái này quan trọng nha. À, thì mình sẽ chuyển đổi làm sao á, ba cuộn dây pha, động cơ ba pha nó có ba cuộn dây á, mình sẽ chuyển nó thành làm sao nó thành một cuộn phụ và một cuộn chính, à một cuộn phụ cuộn chạy vào cuộn đề ha. Rồi nhưng mà phải đảm bảo ha, điện áp định mức trên hai cuộn dây không đổi. Ví dụ cuộn dây của động cơ 3 pha đấu làm sao thì bình thường cái cuộn dây nó sẽ chịu 220V à, thì mấy em đấu vô lưới một pha cũng phải để đảm bảo cái điện áp trên cuộn dây nó là 220 à. Thì mình sẽ đặt một trong hai cuộn thành cuộn làm việc, cuộn còn lại thành cuộn khởi động à. Chỉ số tụ điện phải chọn sao cho cái góc giữa hai cái cuộn dây nó sẽ là lệch nhau 90 độ à. Thì cái này là cái sơ đồ để mình đấu nha em à, đây là sơ đồ đấu này à. Đây cái sơ đồ này là cái sơ đồ đấu tam giác à, cái động cơ ba pha ha, đấu tam giác. Rồi thì mình sẽ đấu thêm cái tụ điện đây, thêm cái tụ điện khởi động ha, với cái tụ ngậm luôn, đấu hai tụ luôn ha, để cho nó chạy ở chế độ một pha nha à. Đây là cách đấu này, thì điện này cấp nguồn vô chỗ này, u dấu ngã chỗ này là nguồn cấp vào này ha, 220V cấp vô điện một pha 220 ha. Thì mấy em thấy là gì, cái cuộn cuộn CZ này nó sẽ đặt điện áp lên nó là 220 ha, CZ 220 này ha. Rồi cuộn BI này, cuộn BI này thì lúc này nó sẽ được nối tiếp với cái bộ tụ ha, B nó sẽ được nối tiếp với bộ tụ à. Cuộn CZ là nối nguồn 220 ha. À, cái cuộn AX thì lúc này cái đầu cái cuộn AX nó cũng thầy nói nhầm à, cái cuộn AX này nó được nối với bộ tụ chứ ha, cái dòng điện qua tụ này nó sẽ qua cuộn AX nữa ha. Vậy là hai ở đây nó có hai cuộn nối với tụ nha. À, mấy em tưởng tượng nha, dòng điện đi từ dây đây dây pha đây, thầy ví dụ dây là pha ha, qua bộ tụ này à, rồi đi qua cuộn BI à, rồi à, cái cuộn BI này thì nó học đi qua cái cuộn AX thôi, cuộn bộ tụ đi qua cuộn ấy thôi, còn cái cuộn B này thì nó không có nó không có được nối với bộ tụ ha. Cuộn AX mới là cuộn đang nối bộ tụ nha. Đây, nguồn nó vào này ha. Đây qua cuộn này cuộn chính này. Còn cuộn này cuộn đề này à, cuộn AX là cuộn đề ha, cuộn CZ là cuộn chạy à, CZ là dòng điện nó qua trực tiếp này à. Còn cuộn AX là có qua cái tụ à. Còn cuộn B ở đây nó không sử dụng ha. À, hình bên này là hình nối hình sao à, hình hai này nối hình sao ha. Nói làm sao thì à, cái cuộn AX với cuộn CZ nó sẽ được nối tiếp qua cái nguồn 220. Rồi cái cuộn BE nó nối vô cái bộ tụ à, nối vào cái điểm đó làm sao này à. Thì cuộn cuộn chạy là cái cuộn AX nối tiếp với CZ à. Cuộn đề là sẽ là cái cuộn BE nối tiếp với cuộn AX à. Dòng nó sẽ chạy qua cái tụ qua cái cuộn đề này ha. Cách thứ ba à, nó có nhiều cách đấu à, thì mình đấu làm sao miễn sao nó có một cái nó sinh làm hai cuộn, một cuộn có cái bộ tụ nối tiếp à, một cuộn không có bộ tụ à. Ví dụ ở đây thì cái cuộn AX nó sẽ là cuộn chạy ha, nó có, không có bộ tụ, còn cái cuộn BI với cuộn CZ nó mắc nối tiếp nhau và nối tiếp vào bộ tụ à. Rồi hình số 4 này cũng tương tự này à. Ở đây thì cái cuộn AX nó sẽ nối với bộ tụ, còn cuộn BCZ nó sẽ không nối bộ tụ à. Đó là một số cách để mình đấu cho cái động cơ ba pha nó chạy trong cái điện một pha, cấp điện một pha nó bật chạy à. Ngoài ra có một số cách đấu nữa à, rất nhiều cách à. Miễn làm sao à, mình đấu làm sao để cho có một cuộn chạy và một cuộn đề, cuộn đề nó sẽ được mắc nối tiếp với à, cái này à, vẫn là mấy cái hình trước, mấy hình trước à. Ở đây à, bên này à, có lý giải, nãy giờ thầy cũng có lý giải rồi nha à, cái điện áp cấp vào thì thường điện áp một pha mình là điện áp 220 á, điện áp 220 à, cấp điện vào đây 220. Rồi thì đó là một số cái nội dung à, à, nói chung là cũng kịp à, không cần phải cũng không cần phải tạo cái zoom mới đâu.
Nếu mà em có thắc mắc gì thì mình sẽ vào cái Zoom mới cũng được. Thầy sẽ để trả lời cái câu hỏi thắc mắc. Có bạn nào thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi. Còn mà không chờ thầy điểm danh trước. Điểm danh nhanh cho để mất công nó ao cái Zoom. Điểm danh xong rồi bạn nào có câu hỏi gì thì mình hỏi. Để thầy điểm danh trước nè. Có câu hỏi gì thì mình vào cái Zoom mới cũng được. Còn không khoảng 1 phút nữa. Nếu điểm danh chưa kịp thì mấy em vô lại giùm thầy nhé. Chờ tí thầy điểm danh xong rồi mình bạn nào nếu cần đặt câu hỏi thì mình vào lại cái Zoom mới nha. Còn